Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia Kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: Này ông Gia Kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy mọi người sầm xì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Sa Kêu đứng đó thưa với Chúa rằng, Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi Tôi cho người nghèo Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì Tôi xin đền gấp bốn Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng Hôm nay Ơn cứu độ đã đến cho nhà này Bởi người này Cũng là con cháu tổ phụ Abraham Vì con người đến để tìm Và cứu những gì đã mất con đường hoàn lương của người tội lỗi sau khi gặp được Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có đường hoàn lương của người một người tội lỗi sau khi gặp được Chúa Giêsu. Con người tội lỗi đó chính là ông Gia Kêu được nói đến trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Nhật 31 thường niên năm C. Gia Kêu là một con người khá đặc biệt đặc biệt vì bề ngoài ông là một người có vóc dáng khá khiêm tốn thuộc dạng thấp thước nhẹ cân vừa nhỏ lại vừa lùn đặc biệt vì ông ta là một người rất giàu có nhưng sự giàu có của ông ta là do hành nghề thu thuế một nghề mà đối với người do thái lúc bấy giờ là một nghề tội lỗi bị gạt ra ngoài xã hội nơi con người tội lỗi và giàu có của gia kêu vẫn chứa đừng một nội khát phòng sâu xa trong tâm hồn đó chính là được gặp chúa thưa anh chị em sâu thẳm trong tâm hồn của những con người tội lỗi xấu xa vẫn chứa đừng một nội khát vọng sâu xa đó chính là khát vọng được gặp chúa ông muốn gặp Chúa để thỏa mãn tính tò mò hay còn một nguyên nhân sâu xa nào khác? Tin mừng nói rằng ông muốn biết Đức Giêsu là ai. Điều này có nghĩa là cuộc tìm kiếm của ông Gia Kêu có một tính chất sâu xa vượt quá sự thúc đẩy của tính tò mò mang tính bên ngoài. Ngặt một nỗi, ông là người thấp bé mà đám người vây quanh Đức Giêsu thì rất đông. Ông liền nghĩ ra một sáng kiến hết sức nực cười, không tương xứng với con người và địa vị của ông. Ông cư xử như một đứa trẻ bằng cách chạy lên phía trước, trèo lên một cây sung để cố nhìn cho bằng được Đức Giêsu là ai. Như vậy vì đức giê xu vì nội khát vọng gặp gỡ thiên chúa ông không còn nghĩ gì đến địa vị và cấp bực của mình cũng chẳng ngài bị mọi người chê cười khinh dệ điều duy nhất ông quan tâm lúc này là gặp cho được đức giê xu và rồi diễn tiến tiếp theo làm cho ông hết sức ngỡ ngàng Chính cha kêu là người chủ động muốn tìm gặp Đức giê -xu và ông đã dùng mọi phương thế tốt nhất lúc này để hy vọng gặp cho được con người có tên là giê -xu Nazareth đang đi qua đây. Nhưng cuối cùng, chính Chúa Giêsu lại là người thấy ông trước. Chúa Giêsu đã nhìn lên và gọi ông xuống mau đi. Chúng ta cùng dừng lại ở chỗ này một chút. Thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đang đi tìm con người tội lỗi và người tội lỗi cũng đang trên đường đi tìm gặp Chúa. Hai bên gặp nhau và ơn cứu độ được thực hiện. Như vậy, ơn cứu rỗi là kết quả của sự gặp gỡ giữa ta là những người tội lỗi với thiên chúa là đứng đi tìm và cứu những gì đã hư mất. Nếu Chúa không chủ động tìm ta thì chẳng ai được cứu độ. Nhưng cho dù Chúa Giêsu có giúp đuốc đi tìm mà người tội lỗi tức là chúng ta không đáp trả, không mở lòng ra, không lắng nghe tai nghe, vân vân thì chẳng có ơn cứu rỗi nào được trao ban. Lòng thương xót của Chúa vẫn chiếu tọa trên cuộc đời ta. Ánh mắt Chúa vẫn ngước nhìn lên thân phần tội lỗi của ta. Vấn đề là ta có can đảm bước xuống, có quang đài đón rước Chúa vào nhà, tức là mở tâm hồn của ta ra hay không, thưa cộng đoàn trở lại với bài tin mừng sau khi lên tiếng gọi gia kêu bước xuống chúa giê xu lại đưa ra một lời đề nghị cần được gia kêu giúp đỡ đó là muốn được ở lại nhà ông thật là ngoài sức tưởng tượng bởi gia kêu chỉ muốn biết đức giê xu là ai vậy mà giờ đây chính đức giê xu đã yêu cầu được ở lại nhà ông cùng ăn cùng uống với ông ngay hôm nay đứng trước bất ngờ lớn lao đó ông gia kêu vui mừng sung sướng và làm cho cả nhà rối loạn lên vì hạnh phúc vì hân hoan ông thúc giục gia nhân chuẩn bị đón tiếp đức giê xu chưa dừng lại ở đó do sức mạnh của ơn giải thoát của niềm vui đang rào dạt trong lòng ông đã sẵn sàng chia một nửa tài sản cho người nghèo và hứa đền gấp bốn cho những người đã bị ông đoạt cưỡng đoạt tài sản. Gia kêu đã bị tình yêu của Đức Giêsu chinh phục và biến đổi. Ông sẵn sàng bỏ mọi sự mà ông đã ký cóp dành dùng cả đời mới có được để sống một cuộc sống mới do Đức Giêsu trao ban nhờ lòng thương chót của chúa tâm hồn ông đã hoán cải đã thay đổi cách hoàn toàn và rồi từ đây tình yêu và lòng thương chót đã biến đổi phần người đúng là gặp gỡ đức chê xu biến đổi cuộc đời mình gặp gỡ đức Kitô tô nảy sinh tình để huynh như lời của bài hát gặp gỡ đức chê xu rất quen thuộc của linh mục nhạc sĩ tiến lộc Tình huynh đệ nảy sinh khi gia kêu từ nguyện bố thí nửa phần tài sản cho người đau khổ. Tình huynh đề lại được hàn gắn khi gia kêu can đảm đền trả gấp bốn cho người bị ông làm thiệt hại. Thưa cộng đoàn, không gặp được Đức Giêsu, chẳng ai có đủ sức mạnh để từ bỏ, để thay đổi, để hàn gắn không gặp được Đức giê -xu, chẳng người nào đủ mạnh mẽ để đền bù, để chia sẻ hay trao ban. Không có ánh mắt nhân từ của Chúa Giêsu nhìn đến, chắc chắn chẳng ai có thể thay đổi. Nhưng khi có tình yêu chiếu soi, người ta sẽ lớn lên trong tình Chúa và cao hơn trong tình người. Và như thế, thưa cộng đoàn, không ai có quyền kỳ thị hay gạt bỏ vì họ, tức là những con người tội lỗi này, cũng là con cái của Abraham. Không ai được phép xem họ như người ngoài hay kẻ lầm lạc vì họ cũng là môn đề của tình yêu Thiên Chúa. Giá kêu đã gặp được Chúa Giêsu và đã biến đổi đời sống, đã từ bỏ nghề nghiệp và lối sống của mình để sống trong đường lối của Thiên Chúa. Vậy chúng ta, những người vẫn tự hào mình là người công giáo, là môn đề của Chúa Kitô là người Kitô hữu. Chúng ta đã thực sự gặp được người hay chưa? Nếu đã gặp rồi, vậy thì tại sao chúng ta vẫn chưa hoán cải? vẫn chưa chịu thay đổi. Vẫn chưa từ bỏ con đường tội lỗi để trở về với Chúa. Bao lâu đời sống của ta vẫn chưa đi trong đường lối và ân sủng của Thiên Chúa, chưa lớn lên trong tình Chúa và cao hơn trong tình người thì chúng ta vẫn chưa thực sự gặp được con người Jesus. Kính thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta cũng mang nơi mình một hình ảnh của ông gia kêu trong bài tin mừng hôm nay rất có thể chúng ta đầy đủ về mặt vật chất giàu có về mặt kinh tế nhưng lại thấp bé nghèo nàn về mặt tình thương về mặt lòng nhân ái về sự hy sinh về lòng quảng đại về sự tha thứ về tình yêu đối với thiên chúa và đối với anh chị em Ta vẫn còn tìm mọi cách để ký cóp tranh giành Vẫn nhỏ nhen, vẫn tham lam ích kỷ Vẫn sĩ diện, vẫn từ cao từ đại Vẫn công khai sống trong tội lỗi Đó là hình ảnh Gia Kêu trong mọi người chúng ta Khi Gia Kêu chưa gặp được Đức giê nhận ra mình cũng là một nhân vật nha kêu như trong bài tin mừng hôm nay ta hãy bắt chước ông mở toang ngôi nhà của mình mở toang cánh cửa lòng mình để cho chúa giêsu ngự vào chữa lành và biến đổi tâm hồn chúng ta giúp chúng ta biết mở lòng mình ra trước những nhu cầu của tha nhân sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho anh chị em của mình nhất là những người nghèo khổ túng cực đau thương xin mẹ maria cùng các đặng linh hồn cầu thay nguyện giúp cho chúng ta amen